Quý chư tôn, lãnh đạo các thành các tôn giáo và toàn thể các chiến sĩ của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, quý vị tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đứng lên để chúng tôi chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy nghiêm chỉnh đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Nghiêm! Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu! Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Và tiếp theo đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ ghi ơn công đức của các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, các chiến sĩ, quân dân cán chính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho thế hệ con cháu chúng ta được sống còn, và các đồng bào đã bỏ mình trong lao tù, trong rừng sâu và đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Phút mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị an tọa.